Xin chào tất cả các bạn. Có một số bạn xài kem Hoàng Cung mà không có chịu xài kem chống nắng. Các bạn bỏ kem chống nắng vì các bạn nghĩ là xài kem chống nắng sẽ sợ bít tắc lỗ chân lông và sinh ra mụn. Vậy thì hôm nay mình sẽ làm video này hướng dẫn các bạn xài kem chống nắng của bộ Hoàng Cung như thế nào cho hiệu quả và không làm bít tắc lỗ chân lông nhé các bạn nhé. Đối với kem chống nắng, nếu chúng ta xài đúng cách thì sẽ giúp cho làn da của chúng ta mịn màng, săn chắc, tươi trẻ. Còn ngược lại, nó sẽ khiến cho làn da của chúng ta bị sập sệ, nhăn nheo và nám sạm. Kem Hoàng Cung hiện tại phân phối mạnh nhất là dòng kem Hoàng Cung hồng và dòng kem Hoàng Cung cam. Với những bạn có làn da dầu thì các bạn xài bộ cam nhé. Còn những bạn có làn da khô thì các bạn sẽ xài bộ hồng. Bởi vì sao? Bởi vì bộ hồng, cái kem chống nắng của bộ hồng nó có thành phần tinh dầu, nên thích hợp với những bạn có làn da khô. Còn những bạn có làn da dầu thì các bạn xài bộ cam, kem chống nắng ở bộ cam. Bộ cam là bộ mới nhất của Hoàng Cung đấy. Bộ cam có bước cải tiến mới, đó là ở dạng BB, dạng lỏng. Nó sẽ phù hợp cho những bạn có làn da dầu bóng nhờn nhé. Cả hai loại kem chống nắng này đều có tác dụng bảo vệ chống lại tia UVA và UVB. Như các bạn cũng biết rồi, tia UVA nếu xâm nhập vào làn da của chúng ta, nó sẽ làm tổn thương lớp hạ bì và gây viêm da, gây ung thư và gây dị ứng. Còn tia UVB thì nó sẽ tác động lên lớp biểu bì và sẽ khiến cho làn da của chúng ta bị xỉn lại, nám sạm lại nhé. Chính vì vậy mà chúng ta phải xài kem chống nắng thường xuyên, ngày nào cũng xài, không phải là cứ nắng rồi mới xài hay là đi ra ngoài rồi mới xài. Kể cả những bạn ở trong nhà không làm gì ra ngoài nắng, các bạn cũng phải xài kem chống nắng hàng ngày. Bởi vì tia UVA và UVB vẫn có thể tác động đến làn da của các bạn, mặc dù là nó ít hơn khi các bạn phơi trực tiếp. Đặc biệt là đối với những bạn nhân viên văn phòng thì các bạn càng cần phải xài kem chống nắng thường xuyên hơn. Bởi vì các bạn tiếp xúc thường xuyên với máy tính, tivi, điện thoại rất là nguy hiểm cho làn da của chúng ta nhé. Vậy xài kem chống nắng như thế nào để không bị bít tắc lỗ chân lông và không gây mụn? Trước hết, các bạn trước khi xài kem chống nắng là các bạn phải rửa sạch mặt, rửa thật sạch mặt. Thì ở bộ Hoàng Cung này chúng ta đã có đủ sữa rửa mặt rồi. Sữa rửa mặt đây. Sữa rửa mặt của bộ hồng và bộ cam đây. Các bạn phải rửa thật sạch mặt đã. Sau đó là các bạn để khô mặt. Nhớ là các bạn phải để khô da mặt đã, không được để ướt nhé. Ướt là chúng ta chưa xài kem dưỡng, chưa xài kem chống nắng được đâu. Chúng ta phải để thật khô da đã. Sau đó là các bạn mới thoa serum. Sau đó là các bạn đến thoa kem ngày. Thoa serum, sau đó là kem ngày. Sau đó là các bạn thoa serum nhé. Chấm chấm trán mũi má cằm. Đều lên trán mũi má cằm. Sau đó chúng ta massage, chúng ta vỗ. Sau đó là kem ngày này. Chúng ta massage vỗ nhẹ lên làn da của chúng ta cho thẩm thấu và cho khô. Cho khô hai cái lớp lớp dưỡng này đã. Sau đó chúng ta mới được xài kem chống nắng. Các bạn chú ý nhé, phải rửa sạch mặt trước này. Thứ hai là phải để đợi cho cái lớp kem dưỡng ban ngày và lớp serum nó thẩm thấu vào da của chúng ta, nó khô đi đã, rồi chúng ta mới được xài kem chống nắng. Nhất thiết là không được vừa xài kem dưỡng xong đang còn ẩm ướt trên da mà đã xài kem chống nắng, thì như vậy cái kem chống nắng nó sẽ không phát huy được hết tác dụng chống nắng của nó và nó còn gây bít tắc lỗ chân lông của các bạn nữa. Các bạn lưu ý cái điểm đặc biệt này cho mình nhé. Và khi thoa kem chống nắng thì các bạn thoa vào buổi sáng, càng sớm càng tốt, trước khi mặt trời dậy. Các bạn thoa trước khi đi làm 15 đến 20 phút để cho nó thẩm thấu vào làn da của chúng ta, sau đó là chúng ta mới đi làm. Còn đối với những bạn mà hay hay phải đi 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 dã ngoại, đi chụp hình dã ngoại hay là đi tắm biển thì các bạn lưu ý là cứ 2 tiếng, 2 đến 3 tiếng là các bạn lại dặm lại kem chống nắng một lần. Chứ không phải các bạn thoa một lớp kem chống nắng như vậy là các bạn đi cả ngày như vậy là nó bảo vệ cho làn da của các bạn đâu. Bởi vì là nước biển và mồ hôi ra sẽ làm cho kem chống nắng của chúng ta bị trôi đi rất là nhiều. Nó sẽ giảm giảm tác dụng rất là nhiều, nên là cứ 2 đến 3 tiếng là các bạn lại dặm lại một lần. Còn đối với những chị em làm nhân viên văn phòng mát mẻ thì các chị ra bôi buổi sáng, sau đó trưa về các chị dặm lại một lần. Rồi đến chiều về là các chị tẩy trang. Là ok nha. Khi thoa kem thì các bạn lưu ý là không thoa quá mỏng, cũng không thoa quá dày nhé. Không thoa quá mỏng và cũng không thoa quá dày. Nếu các bạn thoa quá mỏng thì cái lớp kem đó không đủ để bảo vệ các bạn khỏi ánh nắng mặt trời, khỏi tia UVA và UVB đâu ạ. Còn nếu các bạn mà thoa quá dày
thoa quá dày một lúc thì nó sẽ khiến làn da của các bạn bị bít tắc. Bị bít tắc rất là bí bách, rất là khó chịu. Các bạn lưu ý điểm này nhé. Vậy thì các bạn sẽ bôi như thoa như thế nào? Đối với những bạn làm văn phòng ở trong nhà thì các chị chỉ cần các bạn chỉ cần thoa một lớp mỏng thôi. Thoa một lớp mỏng thôi, chưa về dặm lại là đủ cho cả ngày rồi nhé. Đây là mình đang đang test thử cái bộ kem Hồng Cung Hồng đây, cái chống nắng của kem Hồng Cung Hồng. Đây. Các bạn chỉ thoa một lớp mỏng thôi. Mỏng vừa đủ thôi. Đó, để cho nó thẩm thấu vào da. Rồi trưa đi làm về các bạn dặm lại một lần nữa. Còn đối với những bạn mà đi biển hay đi ngoài trời nắng nhiều thì các bạn thoa lớp dày hơn, nhưng không phải các bạn quét một cục bự lên 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 da, các bạn thoa luôn một lần, mà các bạn cũng thoa thoa mỏng nhưng mà thoa thành nhiều lần. Đó, các bạn thoa mỏng một lần này rồi xong các bạn lại chấm thêm lần nữa này. Các bạn lại chấm thêm lần nữa. Ừ. Xong đợi cái lần này nó thẩm thấu rồi thì các bạn lại chấm thêm một lần nữa. Đó là 2 đến 3 lần là nó sẽ bảo vệ làn da của các bạn rất là tốt. Chứ các bạn đừng có chấm một cục lên rồi các bạn bôi lên là nó không có thấm vào da mà nó gây bít bít da lắm. Điểm đặc biệt cần lưu ý là khi xài kem Hoàng Cung cũng như là khi thoa kem chống nắng của Hoàng Cung hay bất kỳ cái loại kem chống nắng nào khác thì các bạn không được dùng chung với các loại kem, các loại thuốc đặc trị cho làn da của các bạn về một bệnh nào đó, hay là trị mụn hay là trị gì đó, là các bạn không có thoa chung nhé. Các bạn xài cái gì là các bạn chỉ xài một cái đó thôi. Các bạn đừng có thoa tùm lum, thoa chung. Và điều quan trọng là khi mà các bạn phải có ý thức giữ gìn cái làn da, bảo vệ cái làn da của chúng mình bằng cách là đi đâu thì các bạn che chắn, mũ nón khăn khô cẩn thận. Chứ các bạn đừng có tin tưởng tuyệt đối vào kem chống nắng mà phơi cái mặt của mình ra 24 trên 24 giờ thì nó cũng rất là nguy hại cho làn da của chúng ta nhé. Chỉ trừ khi chúng ta đi biển hay chụp dã ngoại thôi. Thì mình đã hướng dẫn rồi, các bạn thoa kem thành nhiều lớp và dặm dặm đi dặm lại. Cứ sau 2 đến 3 tiếng là dặm đi dặm lại thì nó sẽ bảo vệ cho làn da của các bạn nhé. Và để không bít tắc lỗ chân lông thì cuối ngày các bạn nhất thiết phải tẩy trang. Nhất thiết phải tẩy trang các bạn nhé. Ở video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn tẩy trang rất là cụ thể. Nhưng bây giờ mình sẽ nói qua cho các bạn hình dung được. Các bạn tẩy trang, các bạn có thể chọn cái sản phẩm tẩy trang bán sẵn trên thị trường sao cho phù hợp với làn da của các bạn. Nếu không thì các bạn có thể tẩy trang bằng các nguyên liệu thiên nhiên có sẵn tại nhà. Ví dụ như là dầu ô liu, dầu dừa. Đó, dầu ô liu, dầu dừa. Đó là cách tẩy trang bằng dầu, là cách tẩy trang dễ nhất và phổ biến nhất. Bởi vì nguyên tắc là dầu sẽ hòa tan dầu. Đấy, các bạn nhớ là nguyên tắc dầu sẽ hòa tan dầu thì nó sẽ... khi chúng ta mà thoa dầu lên, dầu ô liu hay là dầu dừa, các bạn hâm nóng lên, các bạn chấm chấm lên cái da của chúng ta vừa mới bôi kem đây này. Nó, và sau đó là massage thì sẽ khiến cho cái lượng kem này nó sẽ tan ra. Dầu hòa tan dầu mà nó sẽ tan hết ra. Khi mà nó tan hết ra rồi thì các bạn chấm thêm vài giọt nước để nhũ hóa cái kem này đi, cho nó tan hoàn toàn ra. Sau đó là các bạn mới thấy bông, lấy bông tẩy trang các bạn lau sạch đi. Lau sạch cái lớp trang điểm, cái lớp kem chống nắng này. Kem chống nắng này cũng là kem trang điểm đó các bạn. Kem chống nắng này sau đó chúng ta mới rửa mặt nhé. Và khi mà tẩy trang các bạn nhớ là phải để da mặt của chúng ta khô thì mới chấm dầu lên tẩy trang. Chứ các bạn mà để da mặt ướt mà chấm dầu lên tẩy trang thì nó sẽ không có tác dụng. Và điểm lưu ý nữa là các bạn một tuần các bạn nên xông mặt một lần nhé. Một tuần các bạn nên xông mặt một lần bằng các cái loại thảo dược hay là lá thơm, chanh, xả, bưởi, cam quýt gì đó, lá trà xanh gì đó. Các bạn một tuần các bạn xông mặt một lần, như vậy là sẽ khiến cho làn da của các bạn rất là thông thoáng mịn màng. Nó sẽ không bị bít tắc lỗ chân lông và đồng thời là nó sẽ kích thích cái sợi collagen ở dưới da của chúng ta. Nó hoạt động và nó sản sinh rất là tốt nhé. Bây giờ mình sẽ mở cái kem chống nắng ra hộp cam cho các bạn thấy nhé. Cái kem chống nắng của màu cam này nó hoàn toàn khác với kem chống nắng của bộ màu hồng vì nó ở dạng lỏng. Đó, nó ở dạng lỏng các bạn thấy không? Nó ở dạng lỏng, nó rất là phù hợp với những bạn có làn da dầu. Nó không bị bết dính. Và đặc biệt cái này là kem trang điểm luôn, các bạn thoa một lớp lên là các bạn giống như các bạn trang điểm rồi.
Rất là tiện lợi, một mũi tên bắn hai đích. Rất là tiện lợi cho các bạn nhé, vừa trang điểm đi làm mà lại vừa có thể chống nắng được. Đó các bạn thấy không? Nó như là một lớp trang điểm và chống nắng bảo vệ da của chúng ta rất là tốt. Đó. Thì các bạn lưu ý nhé, các bạn mà da dầu là các bạn xài bộ cam, mà các bạn da khô là các bạn xài bộ hồng. Các bước hướng dẫn kem chống nắng thì mình đã lưu ý cho các bạn rồi. Chào tạm biệt tất cả các bạn nhé.